Liên tiếp tạo địa chấn, U16 Việt Nam nhận báo tin vui sau trận thắng chấn động trước U16 Nhật Bản. Giải đấu giao hữu quốc tế U16 Peace Cup 2024 đã khép lại với một kết quả đầy bất ngờ khi đội tuyển U16 Việt Nam không chỉ vượt qua mọi dự đoán để giành vị trí Á quân mà còn liên tiếp tạo nên những cú sốc khi đánh bại các đối thủ mạnh. Trong trận đấu cuối cùng gặp U16 Nhật Bản, đội bóng được đánh giá cao hơn về mọi mặt. U16 Việt Nam đã xuất sắc, giành chiến thắng 1-0 qua đó khẳng định sức mạnh và tinh thần thi đấu không khuất phục của các chiến binh trẻ. Trước thêm cuộc đối đầu, U16 Nhật Bản được coi là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch nhờ vào nền tảng bóng đá trẻ vững chắc và sự vượt trội trong kỹ thuật và thể lực. So với U16 Việt Nam, đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc, sở hữu những cầu thủ được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và luôn được đánh giá cao trong các giải đấu trẻ khu vực. Tuy nhiên, U16 Việt Nam đã chứng minh rằng trong bóng đá, mọi dự đoán đều có thể bị phá vỡ khi tinh thần và quyết tâm được đặt lên hàng đầu. Sau chiến thắng vang dội 3-0 trước U16 Uzbekistan ở lượt trận thứ hai, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland bước vào trận đấu với U16 Nhật Bản với sự tự tin và tinh thần hưng phấn. Đó là nền tảng quan trọng giúp đội bóng thi đấu một cách tự tin trước đối thủ mạnh. U16 Việt Nam nhập cuộc với lối chơi kỷ luật, chắc chắn và chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công. Ngay từ những phút đầu tiên, các cầu thủ áo đỏ đã thể hiện sự tập trung cao độ, bám sát chiến thuật mà huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đề ra. Phút thứ 16 của trận đấu, trong một tình huống tấn công nhanh từ cánh phải, bóng được truyền vào vòng cấm địa Nhật Bản và Nguyễn Văn Bách đã có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành đưa U16 Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm này không chỉ là sự khẳng định sức mạnh của U16 Việt Nam mà còn tạo áp lực lớn lên U16 Nhật Bản, buộc đối thủ phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Bị dẫn trước, U16 Nhật Bản nhanh chóng gia tăng sức ép, liên tục dồn bóng về phía khung thành của thủ môn Hoa Xuân Tín. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của U16 Việt Nam với sự chỉ huy vững chắc của các cầu thủ như Đậu Hồng Phong đã đứng vững trước mọi nỗ lực tấn công từ đối thủ. Trong những phút cuối hiệp 1, U16 Việt Nam thậm chí còn có cơ hội nhân đôi cách biệt khi Đậu Hồng Phong có pha đi bóng táo bạo nhưng tiếc rằng cú sút của anh không đủ hiểm hóc để vượt qua hàng phòng ngự đối phương. Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi U16 Nhật Bản tiếp tục dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Dù phải đối mặt với sức ép lớn, nhưng các cầu thủ U16 Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh, không để đối phương tiếp cận khung thành một cách dễ dàng. Huấn luyện viên Cristiano Roland đã có những thay đổi nhân sự hợp lý giúp đội bóng duy trì thể lực và sự tỉnh táo trong suốt hiệp đấu. Điều này đặc biệt quan trọng khi U16 Nhật Bản với nền tảng thể lực tốt liên tục tạo ra những đợt tấn công mạnh mẽ. Trong những phút cuối trận, U16 Nhật Bản có thêm một số cơ hội nguy hiểm, nhưng sự chắc chắn của hàng thủ U16 Việt Nam đã khiến mọi nỗ lực của đối thủ trở nên vô nghĩa. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, đánh dấu một chiến thắng lịch sử cho U16 Việt Nam trước một trong những đội bóng trẻ mạnh nhất châu lục. Chiến thắng này không chỉ mang lại 3 điểm quý giá mà còn giúp U16 Việt Nam hoàn thành giải đấu với thành tích ấn tượng trở thành á quân của Pitch Cup 2024. Ở trận đấu diễn ra sớm hơn cùng ngày, chủ nhà U16 Trung Quốc đã giành chiến thắng 2-1 trước U16 Uzbekistan, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm, bằng điểm với U16 Việt Nam nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. Dù không thể giành chức vô địch, nhưng vị trí á quân của U16 Việt Nam là một thành công lớn, đặc biệt khi xét đến những gì đội bóng đã trải qua ở giải đấu này. U16 Việt Nam đã khởi đầu giải đấu với một thất bại nặng nề 0-4 trước U16 Trung Quốc, nhưng thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland đã nhanh chóng vực dậy, thi đấu xuất sắc trong hai trận đấu còn lại để giành được những kết quả ngoài mong đợi. Chiến thắng trước U16 Nhật Bản không chỉ là một cột mốc đáng nhớ mà còn là sự khẳng định về sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam. Sự kiên cường, tinh thần chiến đấu không lùi bước và khả năng triển khai chiến thuật linh hoạt đã giúp U16 Việt Nam tạo nên những cơn địa chấn liên tiếp. Tại giải đấu này, sau trận đấu, người hâm mộ và giới chuyên môn đều không giấu được sự phấn khích và tự hào về những gì mà U16 Việt Nam đã đạt được. Đây không chỉ là chiến thắng của những cầu thủ trẻ mà còn là thành quả của cả một quá trình đào tạo, chuẩn bị kỹ lưỡng và sự dẫn dắt tài tình của huấn luyện viên Cristiano Roland. Với những kết quả ấn tượng tại Pitch Cup 2024, U16 Việt Nam đã chứng minh rằng họ có đủ khả năng để cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng mạnh nhất châu Á, mở ra những hy vọng mới cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Trong bóng đá, thành công không chỉ được đo đếm bằng những danh hiệu mà còn ở cách một đội bóng vượt qua khó khăn, tận dụng cơ hội và tạo ra những điều kỳ diệu trên sân cỏ. U16 Việt Nam đã làm được điều đó và chắc chắn những chiến tích này sẽ tiếp tục là động lực để các cầu thủ trẻ Việt Nam phát triển trưởng thành và mang lại nhiều niềm vui hơn nữa cho người hâm mộ trong những giải đấu sắp tới. Với ngôi á quân tại Pitch Cup 2024, U16 Việt Nam đã thực sự khẳng định mình trên đấu trường quốc tế, xứng đáng nhận được những lời khen ngợi và sự tôn trọng từ cả trong và ngoài nước. Chiến thắng 1-0 đầy bất ngờ của U16 Việt Nam trước U16 Nhật Bản tại giải giao hữu quốc tế Pitch Cup 2024 đã nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi trên các trang báo thể thao khắp châu Á. Sự kiện này không chỉ khiến người hâm mộ Việt Nam nức lòng mà còn thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế bởi đây là lần hiếm hoi một đội bóng trẻ đến từ Việt Nam có thể vượt qua đối thủ mạnh như Nhật Bản trong một giải đấu quốc tế. Trước khi trận đấu diễn ra, U16 Nhật Bản được đánh giá cao hơn hẳn so với U16 Việt Nam. Đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc luôn được biết đến với lối chơi kỹ thuật, tổ chức tốt và có một hệ thống đào tạo trẻ phát triển bậc nhất châu lục so với U16 Việt Nam, họ có kinh nghiệm dày dạn hơn và được xem là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của giải đấu. Tuy nhiên, U16 Việt Nam đã chứng minh rằng mọi dự đoán đều có thể bị đảo ngược khi tinh thần và chiến thuật được phát huy đúng lúc. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, các trang báo lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đến các nước khu vực Đông Nam Á và Trung Á đã đồng loạt đưa tin về chiến thắng này. Tờ Nikkei Asia của Nhật Bản trong bài viết của mình đã thừa nhận sự ngỡ ngàng khi U16 Nhật Bản phải nhận thất bại trước một đối thủ mà họ vốn dĩ đánh giá thấp hơn. Bài viết nhấn mạnh U16 Việt Nam đã thể hiện một lối chơi kỷ luật và sự kiên cường đáng khâm phục. Họ không chỉ biết cách phòng ngự chặt chẽ mà còn tận dụng cơ hội một cách hiệu quả. Từ Hàn Quốc, tờ Chosun Inbo cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi U16 Việt Nam có thể vượt qua U16 Nhật Bản, một trong những đội bóng trẻ mạnh nhất châu Á. Bài viết trên tờ này nhận định rằng chiến thắng của U16 Việt Nam không chỉ là kết quả của một trận đấu mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá trẻ Việt Nam trong những năm gần đây. Châu Sơn Inbo viết, Việt Nam đã cho thấy họ không còn là một đội bóng dễ bị bắt nạt ở các giải đấu trẻ châu lục. Chiến thắng trước U16 Nhật Bản là một bước tiến lớn cho bóng đá trẻ Việt Nam. Tại Trung Quốc, nơi đang diễn ra giải đấu, tờ Xinhua đã có bài phân tích sâu về trận đấu này nhấn mạnh vào khả năng tổ chức phòng ngự tuyệt vời của U16 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Roland. Bài báo trên Sinh hùa nhận định U16 Việt Nam đã chơi một trận đấu hoàn hảo về mặt chiến thuật. Họ biết cách chịu đựng áp lực từ U16 Nhật Bản và tận dụng rất tốt những cơ hội hiếm hoi để ghi bàn. Đây là một chiến thắng xứng đáng và cho thấy sự trưởng thành của bóng đá trẻ Việt Nam. Các trang báo từ Đông Nam Á cũng không tiếc lời ca ngợi màn trình diễn của U16 Việt Nam. Tờ Straits Times của Singapore cho rằng chiến thắng này là một minh chứng rõ ràng cho sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá trẻ Việt Nam và cũng là lời khẳng định rằng các đội bóng đá trẻ Đông Nam Á hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với những cường quốc bóng đá châu lục. Bên cạnh những lời khen ngợi, truyền thông châu Á cũng không quyền nhắc đến những thách thức mà U16 Việt Nam đã phải vượt qua để có được thành công này. Từ thất bại nặng nề 0-4 trước U16 Trung Quốc trong trận gia quân, đến chiến thắng ấn tượng 3-0 trước U16 Uzbekistan và cuối cùng là màn trình diễn tuyệt vời trước U16 Nhật Bản. Hành trình của U16 Việt Nam tại Pitch Cup 2024 thực sự là một câu chuyện đầy cảm hứng về sự kiên trì, nỗ lực và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi. Trận thắng trước U16 Nhật Bản không chỉ giúp U16 Việt Nam giành ngôi Á quân tại giải đấu, mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ bóng đá khắp châu Á. Đây không chỉ là một chiến thắng về mặt điểm số mà còn là chiến thắng của niềm tin, của sự tự tin và sự khẳng định rằng bóng đá trẻ Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, có đủ khả năng để vươn tầm châu lục. Với những gì đã thể hiện tại Pitch Cup 2024, U16 Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ bóng đá trẻ châu Á và chiến thắng trước U16 Nhật Bản chính là một cột mốc quan trọng trong hành trình vươn ra biển lớn của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Những gì U16 Việt Nam đã làm được không chỉ là niềm tự hào của riêng họ mà còn là động lực lớn cho các thế hệ cầu thủ trẻ khác tiếp tục cố gắng và phấn đấu trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới. Truyền thông châu Á sẽ còn nhắc đến chiến thắng này trong một thời gian dài như một minh chứng cho sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam.